lọc rồi làm nhanh lắm. Cái này tỷ lệ sống được cỡ bao nhiêu bạn? Giới thiệu với bà con đây là cái vườn mắc ca trồng được 5 năm tuổi tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Với cái vườn cây này thì chúng tôi ước tính nó khoảng có được 3 đến 4 kg hạt khô cho năm thứ năm này. Vườn mắc ca này thì chủ vườn trồng sen và vườn cà phê.